Đờ tì nữ U20 Việt Nam đón tin vui, sắp có cơ hội dự World Cup. Các cầu thủ đờ tì nữ U20 Việt Nam sẽ có cơ hội tham dự World Cup nếu thể hiện tốt tại vòng loại U20 nữ châu Á 2024. Đội tuyển nữ U20 Việt Nam vừa khởi đầu thuận lợi tại vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024 sau khi đại thắng Indonesia 3-0 ở trận ra quân bảng F hôm 7 tháng 3 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ. Được chơi trên sân nhà có thể coi là lợi thế lớn của đờ tì nữ U20 Việt Nam. Dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả, các học trò huấn luyện viên Akira Iziri thi đấu thêm phần hưng phấn, tự tin để giành kết quả tốt. Không những vậy, các cầu thủ đờ tì nữ U20 Việt Nam cũng sẽ có động lực lớn lao để thể hiện mình nhờ một vị khách đặc biệt trên khán đài. Đó chính là huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung. Nhà cầm quân 73 tuổi đã dự khán trận ra quân của đờ tì nữ U20 Việt Nam gặp Indonesia trên sân Việt Trì. Và sẽ tiếp tục trực tiếp theo dõi các cầu thủ trẻ thi đấu tại vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết sẽ xem dò đờ tì nữ U20 Việt Nam để tìm kiếm những nhân tố mới cho đội tuyển nữ Việt Nam, hướng đến những mục tiêu sắp tới với trọng tâm là vòng chung kết World Cup nữ 2023. Hiện tại, đờ tì nữ Việt Nam đang hướng đến việc trẻ hóa lực lượng và họ sẽ cần thời gian làm quen với lối đá. Với các chị đi trước và trau dồi chính bản thân mình để hoàn thiện hơn, huấn luyện viên trưởng đờ tì nữ Việt Nam chia sẻ. Những nhân tố nổi bật của đờ tì nữ U20 Việt Nam có thể kể đến đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm, Lưu Hoàng Vân, Hoàng Thị Ngọc Ánh và Vũ Thị Hoa. 18 giờ tối ngày 9 tháng 3, đờ tì nữ U20 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng F chạm trán Singapore. Một thắng lợi sẽ củng cố ngôi đầu và tấm vé đi tiếp dành cho thầy trò huấn luyện viên Akira Iziri. Trả lời họp báo sau trận thắng Indonesia, huấn luyện viên Akira Iziri bày tỏ chúng tôi vẫn chuẩn bị trận đấu bình thường như những ngày tập luyện trước đó. Để cầu thủ có tinh thần tốt, ban huấn luyện phải chuẩn bị kỹ từng bước và hôm nay các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi tung ra đội hình mạnh nhất và phải làm tất cả để giành chiến thắng. Tân huấn luyện viên Philippe Chusier chốt ban cán sự đờ tì Việt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.